Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cycling cái bể cá vàng toàn tập sau một loạt các clip mà mình đã minh họa. Thì sau cái hướng dẫn này thì nó cũng sẽ có những cái clip mà minh họa tiếp theo đó các bạn. Các bạn rảnh thì các bạn xem, còn không các bạn chỉ xem những cái gì tinh túy thôi, đó là cái bản tính này. Cái ship đầu tiên sẽ là cái ship cycling, ship thứ hai sẽ là ship duy trì. Thì cái này thì mình cũng sẽ update lên ở trên cái drive của mình. Nó sẽ nằm cái link mà ở dưới, thì các bạn nào mà bấm ở dưới cái phần mà mô tả của cái clip á, thì các bạn sẽ thấy cái link này, các bạn nhấp vô thì mình sẽ trao quyền truy cập cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn nhập thể tích của hồ. Thể tích này là các bạn tự nhập nha, đây mình ghi là tự nhập nè. Các bạn tự nhập thể tích của hồ, ví dụ như hồ mình 400 lít mình nhập 400 lít thì ở cái thì tự nhiên nó sẽ tính ra hết cho các bạn những cái này. Tuần đầu tiên mình sẽ cò với CPTT, ngày đầu mình chăm gấp đôi à, các bạn thấy không, là mình sẽ chăm 50 ml ngày đầu, rồi 7 ngày tiếp theo là mình chỉ chăm có 25 ml thôi, mình giảm một nửa đó, mình giảm một nửa và tổng cộng 8 ngày trong tuần đầu. Qua tuần thứ hai tới thứ ba, ở tuần thứ hai tới thứ ba này á, thì các bạn chăm cho mình nó là 14 ngày, mỗi ngày là fluorine bath này là 20 ml này nè, theo cái bản tính này luôn, chăm cho mình trong vòng mỗi ngày đó. Tại vì sao mình phải cho các bạn cycle lean như thế này, tại vì sau cái tuần đầu tiên á, mình bảo đảm á nha, amo nhắc của các bạn nó chưa bằng không luôn, chứ đừng nói chi mà nitrit nó bằng không, mà giảm tới nitrat. Do đó là các bạn phải cần phải cycle thêm cái thằng này, cycle lên thêm thằng này, à, cycle lên thằng fluorine bath S này, đó là cái thằng này. Đó thì ở đây mình tính rồi, sau đó nha, sau 14 ngày này là ngày nào các bạn cũng sẽ chăm chăm cho tới khi nào các bạn không còn nuôi cá nữa thôi, không nữa. Thì mỗi ngày thì chỉ chăm có 5 ml thôi, đó, các bạn thấy không, mỗi ngày chỉ chăm có 5 ml thôi. Cho nên là nó cũng rất là tiết kiệm chứ cũng không có gì hết á. Ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn nói là tốn kém, nhưng mà nếu mà chấp nhận chơi cá vàng thì chấp nhận tốn, còn nếu mà các bạn mà muốn chơi không tốn á, thì các bạn đừng chơi nó nữa. Đó mình nói vậy chứ, mà tại vì cá vàng với cá koi là những con cá mà cái tải trọng sinh học nó rất là cao. Nitrat của nó, các bạn thấy quản lý nitrat của hồ cá vàng các bạn thấy không, nó khó khăn cực kỳ luôn, nó không có xuống nổi. Mà bây giờ các bạn nói là tốn thì thôi mình đừng nuôi. Còn nếu mà cảm giác mà mình thấy tốn mà mình vẫn muốn nuôi, thì mình chấp nhận theo cái truyền thống cũ, đó là ngày nào cũng thay nước, giống như là từ trước giờ đã làm, nếu mà các bạn có sức. Còn nếu mà các bạn mà không có sức, bận bịu công việc á, thì các bạn muốn chơi theo cái phương pháp mới, tầng chỉ thay 1/3 nước thôi, các bạn nên xài cái này. Mà mình nói là nó không có tốn, mình nói là không tốn, tại sao chứ con cá vàng các bạn mua thì rất là đắt, những này không có tốn đâu. Với hồ 400 lít nước và 150 ml mỗi ngày thì nó không tốn chút nào các bạn. Các bạn xài một chai, mà các bạn chai nửa lít mà các bạn chăm duy trì, thì các bạn cũng phải là chăm trong vòng 100 ngày mới hết. 100 ngày là 3 tháng mấy, mà nói tốn là tốn sao, họ không biết tốn là tốn sao đó. Đó. Cho nên là các bạn nhìn thấy mỗi ngày chăm, các bạn nói là ngỡ ngày chăm tới 5 ml các bạn nói tốn. Còn ví dụ như Myrobetter 7 hay là thằng kia, thì ví dụ chăm mỗi ngày 1 ml cho 400 lít nước các bạn nói không tốn. Thì nó là tùy theo cái kiểu hồ này thôi. Nếu mà không tốn này thì tốn cái khác. Ví dụ cá vàng thì nó chỉ tốn có vi sinh, nó tốn có khoáng, nó tốn có muối xong. Còn những cái hồ ví dụ như là hồ thủy sinh, nó không tốn vi sinh nhiều nhưng mà nó lại chúng nó tốn phân nước rất là nhiều. Hoặc là hồ cá biển nó không có tốn, hồ cá biển vẫn tốn vi sinh nha, nó vẫn tốn một chút xíu vi sinh, nhưng mà sau đó là nó tốn hàng loạt các chất khác, và tính ra là mình vẫn rẻ hơn người ta rất là nhiều. Do đó thì mình đừng có tham lam quá, thì tham thì mình thăm thôi đó. Qua tới tuần thứ tư, thứ năm thì bắt đầu từ tuần thứ tư cho tới tuần thứ chín là toàn là mình cycle lên với dị dưỡng thôi. Dị dưỡng thì mình xài ba chủng chính, đó là Bonzam nè, Myrobion Ongelin nè, với LGQ nè các bạn. Ở với LGQ cái này mình đánh lộn nha, LGQ nha. Đó, LGQ. Đấy, thì cái này thì mình đã set cho các bạn rồi. Ví dụ như mà các bạn lưu ý nha, chăm Aquaclear thì các bạn chăm trước nó nửa tiếng. Đó là các bạn chăm nửa tiếng xong rồi các bạn giặt lọc, nếu mà lọc nó bị nghẹt đó, xong các bạn hãy chăm cái thằng mà Bonzam này. Thì tần suất con này là 2 lần một tuần, tức là ở đây mình chia ra cho các bạn luôn, đó là thứ tư với chủ nhật. Còn các bạn là muốn dời cái khoảng cách nó là sao, miễn sao mà nó cách nhau, ví dụ như các bạn thứ ba thứ bảy cũng được, thứ hai thứ sáu cũng được đó, thì mình cho các bạn là thứ tư với chủ nhật đó, là giữa tuần với cuối tuần. Ở bên đây cũng vậy, cũng Aquaclear với Myrobion Ongelin thì các bạn cũng chăm tương tự vậy luôn đó. Thì cũng chăm Aquaclear trước nửa tiếng xong rồi giặt lọc, rồi chăm Myrobion Ongelin này, nó là hai tuần một lần, là thứ tư thứ năm ở dưới đây luôn, cũng y chang vậy luôn. Nếu là mỗi thằng các bạn cycle dị dưỡng, mỗi thằng các bạn làm 2 tuần, mỗi thằng các bạn làm 2 tuần và mỗi thằng các bạn làm 2 tuần
Ví dụ như thằng này nè, Evgilin mỗi bạn mỗi lần các bạn làm 2 tầng đó, do các bạn làm 2 tầng và các bạn cũng để chế độ duy trì ở đây cho nên là cái thằng này vậy là đúng rồi các bạn. Tức là khi mà các bạn chăm thằng này thì các bạn chăm luôn thằng này đó, thì nó như vậy là chính xác rồi. Tức là các bạn chăm double cùng một lúc là Evgilin với API Bone Sam luôn đó, thì các bạn chăm như thế. Thì các bạn lưu ý nha, ở đây các bạn sẽ thấy là mỗi ngày mình đều chăm cái Lorin bát ớt này, ngày nào mình cũng chăm. Còn mấy cái này thì một tuần mình chăm có 2 ngày à, đó tuần mình chăm 2 ngày, tâm 2 ngày. Thì lưu ý nếu mà các bạn tuần chăm 2 ngày thì các bạn lưu ý nha, khi mà mình chăm cái thằng này thì các bạn là ngày hôm đó các bạn không chăm này, tức là coi như là một tuần cái này là Lorin bát ớt các bạn chỉ chăm có 5 ngày, bạn chỉ có chăm 5 ngày thôi, để tránh cái hiện tượng là vi sinh nó vô nó cạnh tranh chỗ ở lẫn nhau thì nó dễ gây nên cái hiện tượng là nó bị bùng vi sinh đó. Đó như vậy đó các bạn, tại vì con vi sinh nào nó cũng sẽ vô, nó không tấn công nhau nhưng mà nó cạnh tranh chỗ ở với nhau thì nó dẫn tới hiện tượng là bùng vi sinh đó. Cho các bạn chỉ cần nhập vô thể tích là các bạn sẽ ra được cái này, cái bản này nó dễ mà chứ đâu gì đâu khó đó, bản này dễ mà. Tổng cộng là mình cycling tự dưỡng với 2 loại vi chủng vi sinh này và dị dưỡng với 3 chủng vi sinh này đó, rồi qua bên duy trì chế độ duy trì. Tức là sau sau tuần thứ 9 các bạn cycling xong, tức là tuần thứ 10 là cái này là đỡ rồi. Mỗi tuần các bạn thay cho mình 1/3 nước và chăm muối tương ứng, tại vì nuôi bể cá nước lợ là phải thay nước, không thay nước thì không chăm muối được. Vấn đề đó là nuôi bể nước lợ, còn nếu mà các bạn không muốn nuôi bể nước lợ, các bạn nuôi bể nước ngọt thì các bạn có thể là không cần thay nước. Nhưng mà không cần thay nước thì phải kiểm soát chất nước tốt, cứ 2 tuần là cứ test ammoniac nitrit nitrat pH mỗi 2 lần 1 tuần. Mỗi ngày thì các bạn chăm Lorin bát ớt này đó, chăm theo cái liều duy trì. Thì không, ở bên đây là các bạn đánh thể tích là bên đây nó cho ra cái liều duy trì rồi thì 5 ml mỗi ngày. Thì như mình nói ngày nào mà chăm dị dưỡng thì không chăm này, tức là mỗi ngày các bạn không nên chăm quá 2 loại vi sinh cùng một lúc. Rồi mỗi chủ nhật hàng tuần, mỗi chủ nhật hàng tuần nha, là các bạn chăm EQ Clear nè, EQ Clear này nè 30 phút, xong rồi nghẹt lọc thì dập lọc, xong các bạn chăm Microbio Algae Clean này đó, rồi các bạn chăm. Tại vì cái thằng Elgilin này nó xài hàng tuần chứ nó đó, nó xài hàng tuần. Còn bắt đầu tới Bonzam với Elgiq này thì nó lại xài 2 tuần 1 lần, 2 tuần 1 lần. Do đó ở đây cái mình ghi là thứ tư hàng tuần. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy đây là chủ nhật hàng tuần nha, tức là chủ nhật nào cũng vậy hết, còn này mỗi ngày nha, còn này thứ tư hàng tuần. Ở đây là mình hay chăm vào thứ tư hàng tuần, tại vì bên đây mình chia vào chủ nhật rồi thì ở đây mình chia vào thứ tư. Đó, thì cái này các bạn đổi lại thì nó cũng vậy thôi, đổi lại thì nó cũng cực cho các bạn thôi, cho nên là theo cái lịch này đi, cái thứ tư hàng tuần. Rồi mình chăm chủ nhật thì đương nhiên giữa tuần nó sẽ là thứ 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 tư, thứ tư nó sẽ là thứ tư thứ năm đó, cho nên là tuần thứ nhất và tuần thứ ba các bạn sẽ thấy mình chăm EQ Clear nè 30 phút giật lọc và chăm Bonzam. Cái liều duy trì á, thì nó giảm xuống liền các bạn, nó giảm xuống liền còn có 4 muỗng à, còn nó giảm xuống liền còn có 4 muỗng này đây mới đúng. Còn các bạn thấy cái liều cycling nè, đây các bạn thấy cái liều cycling là 8 muỗng không, nhưng mà liều duy trì nó có 4 muỗng à, tại vì nó giảm hết nửa rồi. Rồi nhưng mà microbial inulin này là không giảm nha, nó cũng vậy thôi á đó. Rồi qua tuần thứ hai với tuần thứ tư các bạn chăm LGQ nó ở đây nó cũng giảm xuống một nửa. Các bạn lưu ý nè, các bạn sẽ thấy ở đây, các bạn sẽ thấy là tuần thứ một tuần thứ ba là chăm này, tuần thứ hai thứ tư chăm này, tức là nó đang chăm sole đó. Vậy là tổng kết lại nha, tuần thứ một các bạn chăm này, tuần thứ hai các bạn chăm này, cái tuần thứ ba các bạn quay lại chăm Bonsam, cái tuần thứ tư các bạn chăm là LGQ, tức là nó đang theo một cái so le lẫn nhau đó. Tức là so le cách 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 lẫn nhau. Còn mấy cái thằng này thì mỏi rồi, thằng này là thường xuyên, tần suất thường xuyên rồi, tần suất là bất di bất dịch rồi, còn thằng này nó đang bị so le lẫn nhau đó. Rồi như vậy thì đơn giản vậy thôi. Ở dưới cái clip này nó sẽ là một cái link để mà truy cập vô này, để mà truy cập vô cái bảng này, các bạn chỉ cần về bấm vô đây thì nó sẽ cho ra. Rồi sau đây hồi bữa trước thì mình có minh họa cái clip mà cycling với stability rồi, thì ở sau cái bảng Excel này, cái clip sau đây nó sẽ là cycling với thằng này Lorin Bắc S và cycling với thằng này Bonsam và Equilia và Equilia và Microbio và LGQ đó, và các bạn sẽ cho xem cái clip minh họa, các bạn xem không xem thôi, chủ yếu là cái này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Như mình nói, sau khi mà các bạn cycle với stability á, thường thì cái chu trình nitơ nó cũng sẽ chưa hoàn thành đâu. Do đó là các bạn phải cycle thêm với cái thằng mà vi sinh mà của hãng Rewell này dành thiết kế riêng cho cá vàng và cá koi. Thì thằng này là phiên bản mùa hè. Thì thật sự ra ở đây miền Nam mình nuôi á, là trên 10 độ C á, tức là phiên bản mùa hè là sử dụng trên 10 độ C các bạn. Ở đây nè, nó ghi
phiên bản mùa hè là sử dụng trên bờ đồ C. Thì những cái bạn nào mà ở ngoài ngoài đó thì các bạn sẽ mua thêm cái phiên bản mùa đông để mà các bạn xài dưới 10 độ C nữa, chứ còn trong Nam này thì nó chỉ cỡ như đó thôi. Chớ đổ ra ngoài, bên cạnh hai lít này bực. Cái này đáng lẽ phải pha loãng với 250 ml nữa, nhưng mà thật ra cycle mình làm biếng quá, mình cứ thêm thải đại vô luôn các bạn. Này thì thêm trực tiếp vô trong ngăn lọc sinh học nha các bạn, khi mà mình chán luôn cái ca. Thì các bạn cứ cycle lên 2 tuần xong rồi các bạn chuyển qua chế độ duy trì cho mình đó, các bạn chuyển qua chế độ duy trì cho mình theo cái lịch của mình, rồi bắt đầu mình mới tiến hành sẽ qua cái cycle lên cái chu trình dị dưỡng. Sau khi chúng ta cycle lên 2 tuần với LVQ xong rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cycle lên với hai chủng dị dưỡng tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ cycle lên với cái chủng dị dưỡng đó là Bonzam, ABI Bonzam. Thì ABI Bonzam với Ghislaine á, nó nên kết hợp chung với AQ Clear hoặc Clarify tùy theo cái mức độ của bạn. Ví dụ như độ mặn cao thì mà các bạn nên sử dụng Clarify hoặc là Sichem Clarity đó. Nhưng mà độ mặn cao, còn nếu mà các bạn sử dụng theo cái độ mặn là dưới 3 phần ngàn á thì các bạn hãy xài AQ Clear bình thường thì nó sẽ cho tác dụng nhanh hơn. Các bạn nên thêm quy tắc này, các bạn nên thêm AQ Clear hay là Clarify hay bất kỳ một cái chất kết tụ nào vô trong hồ cá trong vòng 30 phút. Sau 30 phút đó các bạn xem tình trạng lọc. Sau khi các bạn xem tình trạng lọc của các bạn á, nó có bị nghẹt, nó có bị tắc nghẽn hay không thì mình vệ sinh bông lọc, mình vệ sinh bông lọc xong rồi mình hãy thêm vi sinh. Các bạn hãy đợi trong vòng 30 phút sau các bạn mới thêm vi sinh nha. Bây giờ mình sẽ đợi 30 phút sau để mình xem tình trạng lọc của mình như thế nào, rồi bắt đầu mình sẽ tiêm tiếp vi sinh. Xong nửa tiếng rồi, các bạn xem là lọc của mình nó cũng không có bị nghẹt gì hết á, nước thì nó hơi mờ mờ do cái chất kết tủ nó chưa được làm sạch hết hoàn toàn. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái Eukilin này nha các bạn nha. Eukilin thì cái liều cycle với cái liều duy trì thì nó như nhau, cho nên là các bạn cứ không cần cân nhắc nhiều. 400 lít nước thì mình sẽ thêm 10 ml rã trực tiếp vô trong hồ. Đối với vi sinh dị dưỡng tốt nhất các bạn nên rã trực tiếp vô trong hồ, còn vi sinh tự dưỡng á, thì các bạn nên rã trực tiếp vô bộ lọc. Sau khi chúng ta cycle lên 2 tuần với LVQ xong rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cycle lên với hai chủng dị dưỡng tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ cycle lên với cái chủng dị dưỡng đó là Bonzam, ABI Bonzam. Thì ABI Bonzam với Eugilin á, nó nên kết hợp chung với AQ Clear hoặc Clarify tùy theo cái mức độ của bạn. Ví dụ như độ mặn cao thì mà các bạn nên sử dụng Clarify hay là Sichem Clarity đó. Nhưng mà độ mặn cao, còn nếu mà các bạn sử dụng theo cái độ mặn là dưới 3 phần ngàn á thì các bạn hãy xài AQ Clear bình thường thì nó sẽ cho tác dụng nhanh hơn. Các bạn nên thêm quy tắc này, các bạn nên thêm AQ Clear hay là Clarify hay bất kỳ một cái chất kết tụ nào vô trong hồ cá trong vòng 30 phút. Sau 30 phút đó các bạn xem tình trạng lọc. Sau khi các bạn xem tình trạng lọc của các bạn á, nó có bị nghẹt, nó có bị tắc nghẽn hay không thì mình vệ sinh bông lọc, mình vệ sinh bông lọc xong rồi mình hãy thêm vi sinh. Các bạn hãy đợi trong vòng 30 phút sau các bạn mới thêm vi sinh nha. Bây giờ mình sẽ đợi 30 phút sau để mình xem tình trạng lọc của mình như thế nào, rồi bắt đầu mình sẽ tiêm tiếp vi sinh. Ở sau khi nửa tiếng mà mình châm cái Clarify rồi, các bạn sẽ thấy là cái hồ nó cũng hơi vẫn đục một chút xíu đó, nhưng mà lọc thì nó không có ngàn, chứng tỏ là dịch chất hữu cơ nó không có nhiều. Sau đó mình tính hành cycling với Bonzam nha các bạn nha. Bonzam thì cái liều cycling đó nó sẽ gấp đôi cái liều duy trì đó. Thì hồ này 400 lít thì mình thêm 4 muỗng sữa chua như thế này, 1 2 3 4 4 muỗng sữa chua như thế này là cái liều duy trì nha. Còn khi mà mình cycling thì mình thêm gấp đôi, mình thêm 5 6 7. Cá mà nó có ăn thì cũng bình thường thôi, tại này là đại mạch cho nên là nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe của cá. Với các bạn lưu ý nè, cái Bonzam này nó sẽ chìm dần và nó sẽ tan dần, chứ nó không có tan liền nha, nó tan liền mới là có chuyện xảy ra đó. Còn nếu mà bỏ vô mà tan liền mới là có chuyện xảy ra đó. Nó tan dần thì nó sẽ giải phóng những cái enzyme carbon, những cái trace để cho vi sinh tiêu thụ dần dần, và nó sẽ giải phóng ra cái gọi là cái một cái chất oxy hóa tương tự với cái oxy già để mà nó ngăn chặn tạo phát triển, cũng như là nó làm tăng cái nồng độ oxy hóa khử ở trong nước, giúp cho lọc phân hủy chất hữu cơ nhanh hơn và vi sinh nó sẽ được cung cấp nhiều carbon hơn để mà khi mà nó quá trình nó xử lý. Cho nên là cái về phương pháp dài hạn thì Bonsam nó vẫn là cái phương pháp ưu tiên dài hạn
dài hạn nhất và ngắn hạn nhất ở trong cái việc mà phân hủy một bã hữu cơ đó. Thì cái này nó cũng sẽ hạn chế ngăn chặn tảo, lý do là nó có chiết xuất ra một cái chất mà nó làm tăng cái nồng độ oxy hóa khử, thì đương nhiên là tảo nó sẽ hạn chế phát triển lại nha các bạn. Đó, rồi bây giờ là xong hết cái chu trình dinh dưỡng rồi, các bạn cứ chăm theo cái lịch mà ban đầu của mình đang post ở đầu clip này nha. Rồi hôm nay mình sẽ minh họa cho các bạn cái chu trình dinh dưỡng thứ nhất, đó là ABI LGQ. Đó, mình sẽ chăm vô cái hồ mình, tổng cộng cycline của thằng này nó sẽ có 4 liều chăm trong vòng 2 tuần, thì các bạn cứ chăm theo đúng cái lịch mà mình đưa ra ban đầu. Hiện này giờ chỉ là clip minh họa thôi, mình sẽ chăm 25ml cho 400 lít nước. Thì do minh họa cho nên là mình chỉ chăm một liều, chứ mình không sẽ không có quay 4 lần cho các bạn đâu, tại vì clip nó đã quá dài rồi. Clip nó đã quá dài rồi các bạn cứ chăm theo cái lịch. Hiện này mình minh họa cho các bạn, chứ để nhiều bạn nói mình nói nhưng mà mình không có làm rồi sao. Đó, vô là kết quả liền. Rồi, y chang lịch, tổng cộng có 4 liều chăm trong vòng 2 tuần. Đó, mỗi tuần chăm 2 lần. Đó,